chị mặc người kiểu như này. Hôm nay trên đường mình xin về là phòng bảo vệ tiền. Trước khi đầu tiên là nó quay sang nhìn mình tắt xong chứ ăn gì mà gầy cái câu đấy hiểu là giọt nước tràn ly mà cái người Việt Nam buồn cười lắm. Gặp mình thế, gặp ai gặp thế như vậy lại gầy đấy, gầy đấy. À, chỉ mấy người gầy mới hiểu cái cảm giác bị chê gầy ấy, chả khác gì là béo bị chê là béo. Thực ra người Việt Nam rất là buồn cười, gặp nhau ấy khác nhau một tiếng mất điều mà không cứ thích phải nhận xét với nhau không. Giờ ví dụ nhá, gặp nhau rồi gái xinh ấy à nó béo thì dài trông khỏe mạnh ấy mất gì đâu đây cứ phải ui sợ mình béo đấy hoặc là đơn cử như mình gầy này đừng gặp à, từng cân đi hoặc là mày ăn nhiều rồi mất gì đâu. Chào anh em mình phải vùng lên chiến đấu bây giờ nhá, ra ngoài đường mà gặp thằng nào chê gầy ấy mình rút xương ra mình chọc nó luôn, mình gầy mình không quen hoặc là mấy bạn béo ấy rút mỡ à không mỡ không rút được kiểu lấy mỡ bổ mỡ được bắn trưởng cho chết hết đi đây chết thế giới chỉ còn một nửa người gầy và một nửa người béo sống với nhau yên ổn hạnh phúc đúng không?